Có cái cô này, cô sinh ra đời cô bị một cái căn bệnh lạ kỳ. Biết bệnh gì không? Bệnh lác. Mình mấy cổ nổi lác, nó ngứa. Lác thì nó phải ngứa vậy. Mà nó ngứa nhúm đầy mình hết chứ. Từ cổ dài xuống ngứa dữ lắm. Vì biết khó chịu cỡ nào chưa? Mà cô nói là nó ngứa mà nó châm chích như bao nhiêu mũi kim đâm bên trong. Biết cái nghiệp này nghiệp gì không? Nghiệp này là trong cái nhân quả ba đời trong kinh Phật dạy á, là cái nơi người ta thờ cúng Phật Bồ Tát bằng thờ đồ chánh điện, mà mình nấu đồ ăn mặn mình xông hơi qua hình tượng Phật Bồ Tát, nên chịu cái quả báo là bị ngứa ngáy và bị lát. Đó. Cái nghiệp chướng mình đã tạo ra. Phật không có tính toán với mình chuyện này, nhưng mà cái tâm mình tạo nghiệp, mình chịu quả báo. Ngứa ngáy rồi mình mãi lát, cái vị nghĩ nó ngứa cỡ nào chưa? Mà nó châm chích vậy đó, khó chịu lắm. Cổ nó khó chịu lắm thầy ơi. Mà nó bực dọc, nó khó chịu, nó gặp ai nó cũng tức. Nó gặp ai cũng không vừa lòng, không vừa ý. Khi nó đã bực bội rồi nó vậy đó, sanh tâm vậy đó. Ghê chưa? Vậy đó. Mà từ khi mà cổ nghe những đức giảng là cổ nói không biết làm sao mà thầy giảng mắc cười muốn chết. Nghĩa là cứ cười, cười mà muốn chết luôn. Cười mỏi hàm. Mà công nhận đặc biệt thầy, khi nghe thầy chia sẻ Phật pháp cười vui là tự nhiên nó không ngứa nghe thầy. Cái lúc mà nghe thầy giảng vui cười là quên mất tiêu ngứa luôn. Nghe 2 tiếng là không ngứa 2 tiếng. Mà buông ra là nghĩ ủa sao nó không ngứa là nó ngứa. Thấy chưa? Đó, quý vị coi á. Bây giờ ví dụ như giờ chúng ta bị lát bị ngứa thì nó quân tập thành cái thói quen là nó ngứa. Khi nó không ngứa mình nghĩ ủa sao giờ này nó không ngứa ta. Mình vừa nghĩ gì nó ngứa liền. Đó, nên chúng ta niệm Phật nghe pháp á, là nó chuyển qua một phương pháp để mà giúp chúng ta quên đi những cái tác động, những cái bệnh hoạn, những cái buồn phiền, là phải có một cái cách khác để nghĩ. Còn nếu như mình nghĩ ngay nó mình càng buồn, mình nghĩ ngay nó mình càng buồn. Thí dụ như mình gần ai, mình quý ai, mình thương ai, mà khi mình xa người ta mình nghĩ rằng là mình đã xa người ta rồi. Biết chừng nào gặp lại người mình thương yêu. Mình nghĩ tới đó một cái nghe quý vị biết nghe, nó đau khổ đến mức mà không tưởng tượng được. Hồi đó mà những đức á, ở trên thành phố á, quen một cô này là mối tình đầu tiên của cuộc đời. Năm 17, 18 tuổi gì đó. Thì cô ở Vĩnh Long, nói là tên bé Sáu, gia đình thường ăn cháo. Nên từ nơi đó mà nhỏ cũng xinh đẹp lắm. Thì vị biết rằng là có một lần nó nói một câu giỡn thôi, ba mẹ của em kêu em đi về có chồng. Mình nghe một câu đó thôi nghe quý vị, tự nhiên không biết làm sao con mắt của mình nó lòi ra. Kinh chưa? Đó không đơn giản đâu quý vị ơi. Nó thấy không? Mình thương chấp, mình chỉ dính mắt, rồi tự nhiên khi mà mình suy nghĩ mình xa người đó mình sẽ đau kinh khủng lắm, đau lòng lắm. Nhưng mà thời gian rồi nó cũng qua. Cái gì rồi nó cũng qua. Mà mình học Phật là nó càng mau qua hơn. Tại vì sao? Vì mình nhờ Phật pháp, nhờ cái lý giải trong Phật pháp mà nó làm cho mình phấn chấn lên để mình sống cho thật tốt. Vì sao? Vì không ai thương mình bằng chính mình thương mình. Người ta chỉ khuyên mình, người ta chỉ nói cho mình nghe, người ta chỉ cho mình miếng đồ ăn, cho mình miếng nước uống, cho mình đồ bằng, thí dụ vậy thôi. Nhưng mà trong nội tâm mình đau khổ là bản thân mình hoàn toàn chịu. Bản thân mình chịu hết thôi. Nên cái học Phật là cái đặc biệt để giúp cho chính bản thân của mình, nó phải luôn luôn cởi mở những cái không vừa lòng, không vừa ý ra, để nó sống vui vẻ, nó sống tốt đẹp. Cái sự an tâm của cha mẹ mà nhìn thấy con hạnh phúc nhất là thấy con cái thường vui, thường bình an. Chúng ta làm con hiếu với cha mẹ nhất đó là bản thân mình sống, dù ở bất cứ nơi nào chúng ta phải sống cho thật là đặc biệt, cho thật là tốt. Đó là hiếu đạo. Thấy không? Nên với những đức là
không có thể nào mà mình sống những ngày tháng buồn được. Không thể nào sống những ngày tháng buồn được. Tại vì Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói cái cõi đời này khổ không nói hết rồi. Mình mà buồn thêm một chút nữa thì chúng ta lại bỏ thêm cái buồn vào cái khổ của cõi này thêm. Chúng ta không thể nào làm cái chuyện ác nhân ác đức gì được. Nghe câu dễ thương ghê, đúng không? Không thể nào làm cái chuyện ác nhân ác đức mà. Đã cái cõi này nó khổ đau đến mức cùng cực mà quý vị còn buồn là thế nào vậy? Vậy ác không? Quá ác. Tại vì quý vị biết tại sao cái cõi này mà nó khổ đau không nói hết không? Tại vì nhiều người buồn khổ mà nó nhả ra cái từ trường mà nó làm cho cái hoàn cảnh này càng khổ. Đúng không? Giống như sương mù, nó đã bao phủ mù mịt rồi mà xả sương mù thêm nữa. Vì nghĩ phải bị quá ác không? Chúng ta phải tìm cách nào để xua đẩy cái sương mù đi để cho trở lại một quan cảnh sáng suốt. Còn cái này mình đưa sương mù thêm nó phải ác không? Cái cõi đời nó đã quá khổ, mình còn khổ thêm chút để mình xả thêm chút khổ vào đây, phải mình ác nhân ác đức không? Nghe gì mấy cái người buồn khổ nó tràn ớ khổ đau mà không khuyên lên người ta mà còn chửi người ta ác nhân ác đức. Hiểu không? Nói với vị để vị tỉnh đi, đừng có nên sống như ngày tháng buồn khổ. Đúng không? Nên mà sống như ngày tháng buồn khổ nó không có gì đặc biệt đâu quý vị à. Phải sống làm sao vui vẻ, phải an lạc. Có một cái cô kia nghe, cổ đang khổ đau mà cổ nghe những đức giảng mà xung quanh ai cũng cười, mà bà ngồi nước mắt bà chảy. Xong á, giảng xong bà lại bà gặp, thì lúc mà những đức giảng pháp, mắt những đức sáng, những đức nhìn những đức thấy, nói ủa sao ai xung quanh ta cũng cười mà bà khóc. Bà nói con đang cười đó thầy, mà con cười ra nước mắt đó thầy. Thầy giảng đã đúng ngay tâm tư con, đã cởi mở được rồi thầy, mà con cười, mà con cười, mà con nhớ lại sự khổ đau của con, chói buộc con sự khổ đau đó, mà con mừng, mà con cười, mà con chảy nước mắt. Nước mắt đó là nước mắt vui vẻ chứ không phải nước mắt khổ đau đâu thầy. À, à. Nên á, con người mà vui vẻ thì nó thông minh quý vị à. Quý vị nhớ khi chúng ta mà nghe cái câu người xưa nói hay đó, dặn quá mắt khôn, mà dặn là buồn đó, buồn dặn. Buồn dặn là mắt khôn. Con người vui vẻ là khôn quý vị, là thông minh. Mà con người mà thường cười là nó đẹp. Thật sự mà nói bây giờ nếu quý vị nghe, bởi vì mà vui vẻ, hoan hỷ, an lạc vì niệm Phật nghe, vì hướng về thế giới cực lạc, vì nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, thì nó bảo đảm 100% quý vị, tất cả những cái nơi mà thẩm mỹ viện đóng cửa. Thẩm mỹ viện đóng cửa. Có cái cô kia có nói thầy biết không, con á thầy, con có một cái căn bệnh kỳ cục, nó ưa khô môi. Khô môi mà nó khó chịu, nó khô môi thầy, nó khó chịu lắm, cười không có nổi. Nó mà từ khi nghe thầy giảng mà cười vui vẻ viết hay nghe thầy, môi hết khô. Còn có những người nghe quý vị môi xanh lạ kỳ, môi xanh lè xanh lét rồi quý vị. Nó vậy đó mà nghe như đức giảng cười viết môi hồng. Ghê chưa? Còn có những người môi đen nữa chứ. Nè những đức này môi đen nè. Hồi đó chưa tu cái môi đen thui thụi lùi, nhiều người ta gặp ta tưởng là mình xăm môi không? Xăm môi và xăm nước sơn màu đen. Cái nghĩ vậy đó nghe quý vị. Mà bây giờ nghe vui vẻ viết mà từ màu đen nó chuyển thành màu hồng từ từ. Không phải đơn giản đó nghe. Có những cô, có những chú vô chùa, mới vô chùa mặt nó nám hai bên đây nè. Nó nám hai bên đây nè. Nó nám lạ kỳ lắm. Vì mà vô chùa mình á, niệm Phật, nghe Pháp vui vẻ viết mặt trắng tươi, mặt trắng cũng chưa con nít mới xanh. Đặc biệt chưa? Đó. Đó. Nên quý vị biết rằng là có nhiều bà cụ già mới vô chùa nghe tóc tai bùm xùm, mới nhìn tưởng đâu ma. Vì mở trong chùa 3 tháng sau nhìn tưởng đâu hoa hậu. Làm gì? Vui thôi quý vị à. Mà vui đó là phát sinh ra từ đâu? Niệm Phật.
Nên những Đức nói cái người, có những người người ta rất là ích kỷ nha quý vị. Thấy người ta cười vui cũng không chịu nữa quý vị. Có cái cô kia, cô lỡ cô gặp những Đức, cứ nói à, dạ thưa thầy, con xin có một cái ý kiến, mà không biết con nêu lên với thầy có tiếp nhận hay không. Những Đức nói bà chưa nêu sao có biết tiếp nhận hay không. Mà con xin hỏi thầy là bây giờ con nêu lên á, thầy không tiếp nhận hay là tiếp nhận gì thì thầy cũng tha thứ. Thầy tha thứ đi rồi con mới nêu. Những Đức nói thì tôi tha thứ hết, bà cứ nêu kệ bà thôi. Bà có miệng, bà có quyền bà nói, còn tôi kệ tôi. À vậy thì con nói thầy nên á, khuyên chúng ở trong chùa với mấy bà Phật tử ngày Chủ nhật đừng có nghe pháp mà cười quá. Xong những Đức nói Nam Mô với Đạo Phật. Bà biết họ cười là ai là người làm họ cười không? Nó dạ con không có biết, mà con thấy họ cười quá thì nên phiên họ đừng có cười quá cười. Bây giờ bà nói cái kiểu này tôi nói cho bà nghe, tôi mà còn cười ngã nghiêng ngã ngửa mà bà kêu tôi khuyên họ, tôi mà còn không có nết na gì hết mà kêu tôi khuyên họ có nết na, thôi Nam Mô với Đạo Phật cho tôi xin lỗi bà. Tại vì tôi không có nết na gì, tôi có phiên ai nết na chứ. Nghe chưa quý vị ơi, trong cái cuộc đời này người ta khổ đau buồn phiền mà người ta có thể nghe pháp người ta vui vẻ được thì trong lòng người ta mới thấy thích. Chứ bây giờ người ta cười được thì mừng giùm cho người ta. Có khi cái nỗi buồn của họ nó vằn vặt họ, có khi họ khóc mà họ cũng nghiêng ngã mà khóc. Quý vị thấy không, có những người khóc nghiêng ngã chưa, họ khóc mà họ thấy không, cái nghiêng ngã khóc chưa. Thì họ đau khổ họ cũng nghiêng ngã, thì bây giờ họ cười vì cũng cho họ nghiêng ngã thì họ đè phục những cái đau khổ nghiêng ngã kia, đúng không quý vị? Những Đức nói quý vị nghe, bây giờ tu hành, bây giờ cái căn tính mình mà nết na quá thì nó ngủ, nghĩa là nó ngồi thẳng lưng ngay ngắn đàng hoàng thì nó ngủ hết trơn, nó có tu được cái gì đâu. Nó ngồi ngay ngắn thẳng lưng hết trơn thì nó nghe pháp nó ngủ hết trơn rồi, nó còn nghe được cái gì. Thà mình để cho nó mắc nết mà nó nghe được còn hơn. Thông cảm không? Nó đã là cái cõi đời này đó, cái cõi sống động. Sống là phải động, nghe pháp là phải động thì mới thức. Cái thờ chánh pháp, thờ tượng pháp, người ta còn trong định. Người ta ngồi im mà người ta trong định, người ta sống. Luôn luôn người ta trong định, người ta không ngủ, người ta sáng suốt. Còn mình thờ mạt pháp, mình định quá rồi, định luôn. Hiểu không? Nên nó thôi cho họ động chút đi. Pháp môn Tịnh Độ là cái pháp sống động. Sống động nghĩa là cái pháp này nó rải rộng trong nhân sinh. Bậc thượng, bậc trung, bậc hạ đều tu được hết chứ. Nên đừng có đòi hỏi cao quá. Nên cái hội chúng của mình mà nghe pháp mà mặt ai cũng đẹp mà cười vui là thấy chúc mừng họ dữ lắm rồi, đừng có đòi hỏi. Kỳ lắm quý vị ơi. Có những người họ lạ lắm, họ cứ chấp cái việc của họ. Ví dụ như quý vị nghe, có những đạo tràng quý vị nghe quý rất là nghiêm túc, quý ngồi im ru có mười mấy hai chục người, trăm mấy chục người nghe thì quý vị cứ nghe đi. Còn người ta cười vui thì mình mừng giùm cho người ta cười vui. Mình sống vậy thì nó đặc biệt quá. Nước sông không phạm nước biển. Chưa tôi dùng những văn tự sống động lắm, thay đổi văn tự lạ thường. Tôi nói thiệt, cái bản thân tôi tu hành tôi thấy tôi cũng không có nết na gì. Cái tướng tôi đi cũng không giống ông thầy chút xíu nào, có nết na gì đâu. Người ta đi, người ta ông thầy, người ta đi, người ta còn có oai nghi rồi. Oai nghi người ta đi rồi, có còn được được. Tôi thấy tôi đi nó vô duyên, vô dụng. Nó thấy không? Nó kệ tôi, miễn tôi vui được rồi. Miễn tôi tu sao mà tôi càng vui được rồi. Càng tu tôi càng làm nhiều việc lợi ích cho người ta. Tôi thấy mấy bà già, tôi biết nuôi, tôi biết thương mấy bà già. Tôi có nết thì có nết, kệ tôi.
không? Quý vị ơi, chúng ta sống trong cuộc đời này có những cái chúng ta phải vượt qua dư luận một chút quý vị à. Nếu mà cái gì chúng ta cũng bị dư luận đè dẹp chúng ta thì cuộc đời chúng ta đau khổ quá chèn đã đau khổ. Đúng không? Tại sao quý vị không sống thì sao cho bản thân quý vị nó đặc biệt? Những đứa đã từng có bài chia sẻ Phật Pháp. Thương như thế nào mới thật sự từ bi? Thương mình á mới thật sự từ bi. Còn mình thường bị cái bệnh gì? Đem cái tâm từ bi mà đi thương bao nhiêu con người mà quên mất tiêu chúng ta cần phải được thương nè. Chúng ta là cần khổ đau, cần được thương nè. Thấy không? Chúng ta bị cái bệnh lâu năm khó trị mà không được giải thoát là mình đi chạy vòng vòng mình đi tìm người mình thương mà mình quên đi bản thân chúng ta đang đau khổ nè. Chúng ta chưa có gạo đố mà có đem gạo cho người ta, chúng ta chưa có niềm vui, lấy vui đâu mà chia cho người khác. Thương mình mới thật sự là người từ bi. Nên trong nhà Phật có câu nói rất hay để chúng ta xác thực với câu này: trước chưa độ mình, lấy đâu độ người khác. Đúng không? Nên chúng ta sống trong chùa cũng vậy, giúp người là trước nhất chúng ta phải cảm giác được bản thân chúng ta đang cần được giúp những điều mà chúng ta muốn đi giúp người khác. Thật sự đó quý vị à, có nhiều người chúng ta đi vòng vòng đi kiếm người để giúp người ta mà chúng ta đã quên đi mình bị một cái bệnh cực kỳ nặng nề mà chưa được trị nè, là bệnh sân si, bệnh buồn phiền, bệnh nặng nề đủ chuyện. Nên giải cái bệnh này của mình đi thì quý vị sẽ tự nhiên giao cảm và giúp được người khác à. Nên nhiều người người ta nghe những đức chia sẻ Phật Pháp lát mà nó còn hết kìa. Đừng có nói cái chuyện giỡn chơi, cừ mà hết lát đó. Bà nói rằng lúc trước là bà âu sầu buồn, bà bao nhiêu mũi kim nó chích. Vậy mà từ khi mà bà cười là hết chích. Chưa, quý vị cừ đi là đố quý vị còn bị chích nữa. Bực bội có chịu đi chích mồ luôn á, nghe chưa? Nói cho vị nghe cái bà đó nói xác thực 100% thầy giảng đúng. Con mà khi bực bội lên người con nó răng mấy cái gì nó bò xung quanh người con kỳ cục. Mà khi mà con nghe phát con vui còn người của con nó thoải mái thì sao đâu, thấy chưa quý vị thấy không? Tế bào của chúng ta khi săn hẳn lên là nó bị đốt tế bào. Chúng ta khi bực bội nó đốt tế bào. Khi mà nó đã đốt tế bào thì nó đốt những con vi khuẩn ở trong tế bào chúng ta và trong máu chúng ta. Vì chúng ta và quán thân trái chủ nó nằm cùng một thể nè, ở trong đây. Mình khi tức lên là nó cũng thiêu đốt, họ bị nóng bức lên. Mà khi họ mà nóng bức lên thì chúng ta bị tổn thương rất lớn. Khi chúng ta vui vẻ thì máu chúng ta hoàn toàn tốt, cơ thể chúng ta, tất cả tế bào chúng ta sẽ được hồi phục tốt đẹp. Nên người khi mà bị tim mạch đồ nặng nề hoặc ung thư hoặc là bị bệnh này bệnh kia, một chỗ nhóm tế bào bị tổn thương bị bệnh, hoặc là nổi một u, hoặc nổi lát, nổi bị cái này cái kia, là đa phần chúng ta sẽ bị tổn thương về cái tâm trạng tham sân si nặng nề. Nên nó bị bệnh đó xảy ra, nên con người chúng ta mới tác động cơ thể làm cơ thể bị bệnh. Nên bây giờ chúng ta muốn hồi phục lại thì phải làm sao? Hoan hỷ vui vẻ thì tế bào sẽ tốt, hồi phục lại. Giống như cái bà này, bà bị bệnh tim mà con bà chuyên gia nó làm bà tức. Thì khi bà biết những đức bà lỡ bà nói: thầy, cuộc đời của con nó khổ dữ lắm thầy ơi, thầy sanh con thằng con trai nghĩ rằng tương lai nó cũng giúp được cho mình, cuối cùng bây giờ nó làm cho con tức, lâu ngày con bị bệnh tim mà nó cứ về nó đòi tiền, mà mỗi lần nó đòi tiền con nói con không có tiền, nó nói rằng bà không có tiền thì bà bán của đi bà đưa cho tôi, con tức quá tim của con nó nhảy mạnh, có khi nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của con luôn đó thầy ơi thầy. Thấy không? Nhưng đức nói bà tự hại bà, bà tự hại bà, bà sanh nó ra bà nuôi nó khôn lớn, sanh con nuôi con chứ không có nuôi được cái tấm lòng của con, nhân quả nó tìm đến, mà bà bị cái tác động bên ngoài và bỏ vào trong tâm để bà làm tim của bà nhảy tưng tưng tưng, tim bà nó đã mệt rồi mà bà bắt nó nhảy giữ cái kiểu đó sao chịu nổi.
nhảy có ngày nó đứng tim luôn, là bà ngụm củ tỏi, bà chưa hiểu chưa? Bây giờ bà bình tĩnh lại, nó đòi thì đòi, bà không có tiền thì thôi, bà đừng có tức. Bà tức nó sẽ tim nhảy đúng không? Mỗi lần bà tức là tim bà nhảy không? Nó phải thầy, mỗi lần tức lên, bây giờ nói chuyện với thầy thì nó nhịp nhàng đều dữ lắm, nhưng mà mỗi lần ai mà chọc cô tức là tần 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 chịu không nổi luôn đó thầy. Thầy nó gì bây giờ bà nghe lời như Đức nghe, từ hôm nay nhớ Phật niệm Phật này, không có bực bội khó chịu nghe. Bà học như cái bà già bán khổ đó, cái bà già này bà khổ vì thằng con trai vô cùng luôn. Bà lỡ gặp một ông thầy mà ông thầy đó tên là ông thầy Nhựng Nhồng, nó Nhựng Nhồng huynh đệ với Nhựng Đức đó, gặp thì bà lỡ bà nói thầy ơi thầy, cuộc đời con khổ lắm thầy ơi thầy. Ông thầy nói bà khổ lắm, tại sao bà không bán khổ đi? Bà nói khổ sao bán được, vàng bạc châu báu còn bán được chứ khổ ai mà mua mà bán hả thầy? Bộ thầy khùng hả? Ông thầy nói này thí chủ, thí chủ phán hãy chữ thầy khùng. Thí chủ hãy bình tĩnh nghe thầy nói nè. Cái bà nói thầy nói đi. Sao quý vị biết rằng là vậy? Bà khổ là do bà nhớ khổ. Bây giờ tôi chỉ bằng một cách mà bà bán khổ. Ông im gu, ông không nói. Ông nói tới câu này ông im gu. Bả thì sao? Đa phần quý vị, người ta đang khổ mà mình nói cái câu là muốn giúp cho người ta hết khổ, người ta sẽ làm gì quý vị sao? Thấy không? Cái cảm giác đó gì quý vị? Là khi mà người ta nói là người ta muốn giúp thì mình bán khổ, thấy không? Thì tự nhiên bản thân mình chu cái mỏ, trợn mắt, dảnh lỗ tai lên để lắng nghe. Ông thầy này, ổng đặc biệt cao thủ, ổng không nói gì hết, im gu, y gan như năm xưa. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không khi gặp Chương Gia Đại Sư, Chương Gia Đại Sư là người nói chuyện rất là ít, hỏi một câu, 10 phút sau mới trả lời một câu. Chúng ta bây giờ chắc là không chịu nổi đâu. Vì thấy kinh khủng chưa, Hòa Thượng Tịnh Không khi học với Chương Gia Đại Sư, gặp ngài Chương Gia Đại Sư, hỏi một chữ, 10 phút sau, hai người nhìn nhau, chắc chắn gì nè, 10 phút, vì chịu nổi không? Tôi là chịu không nổi rồi đó. Ai chịu nổi kể với người, tôi chịu không nổi. Mà hỏi một câu mà nhìn mình 10 phút, mà nói cái gì vậy thầy? Bây giờ mà gặp mà như căn tính mình, bây giờ mà nhìn mình kiểu đó, mình tưởng nó bị đi. Không, lúc đó tự nhiên mình nguy hiểm quý vị. Nhìn 10 phút, 10 phút sau an định tâm trả lời một câu, trả lời một câu xong hỏi lại, 15 phút sau mới trả lời một câu nữa, hai người nhìn nhau. Trời ơi, chịu nổi không? Vậy đó mà người ta chịu nổi, người ta học đạo được. Thì ông thầy này ông cũng có, ông cũng im gu không có lâu, 5 phút thôi. Cái bà này bá, 5 phút sau thì ông chỉ cho phương pháp bán khổ. Cách nào? Niệm Phật. Nhớ Phật thì quên khổ, quên Phật thì thường khổ. Kêu bà nhớ Phật đi, từ hôm nay nhớ Phật đi. Thằng con nó làm cái gì làm, bà nhớ Phật đi. Tại bà lỡ bà kể lễ, bà nấu ăn ra nó chê nấu dở, nó chửi rủa bà. Nhiều người cũng gặp hoàn cảnh này, ôm cái tình chấp khổ đau đó, cứ cho rằng mình nuôi con, mình mến tay mến chân lo cho nó, mà bây giờ nó lớn rồi mà nó chửi rủa mình vậy, cái tâm nó quay lại nó làm mình đau khổ. Nếu bây giờ dùng cái tâm này để nhớ Phật thì làm gì còn khổ. Nên ông thầy ông dạy bán khổ bằng cách nhớ Phật. Bà lão già này thiện căn cũng vô cùng đặc biệt, bà từ đó về sau nấu cơm hay lo cái việc gì, lau nhà cho heo ăn, cho gà ăn, làm cái gì bà cũng niệm Phật. Bà niệm Phật, bà niệm hoài, bà niệm giết từ từ, bà quên đi cái chuyện mà buồn trách con. Khi bà quên cái chuyện buồn trách con, tự nhiên bà hết khổ.
Hay không? Mà khi mà bà nhớ Phật rồi, bà quên cái chuyện khổ đau đó là bà tiêu nghiệp rồi. Nên cái người tu hành mà muốn tiêu trừ nghiệp trước là cách nào nhớ Phật? Thí dụ như vị đã từng á phá thai nhiều lần, quý vị đã từng sát sanh thì bất hiếu với cha mẹ, vì từng làm nhiều điều gì, việc sai. Bây giờ quý vị chỉ cần nhớ Phật, quý vị đừng có nghĩ đến những việc đó, vì cái nhớ Phật giết nó thông cái tâm, quý vị, nó giải mã những cái mà chướng ngại ở trong cái tâm. Mà khi nó giải mã những cái chướng ngại đó rồi thì quý vị biết rồi đó, biết cái gì? Tu chuyển nghiệp rồi, chuyển nghiệp rồi, nhớ nghe, vậy là tu chuyển nghiệp rồi đó. Nên cái tu mà chuyển nghiệp là biết dễ lắm. Có nhiều người không biết nghiệp là cái gì để chuyển nữa, mà mình tu mà mình nhẹ nhàng là chuyển nghiệp. Như bản thân nhà Đức tu là có sự chuyển nghiệp rồi nè. Tại vì sao? Nhà Đức rất là nhẹ nhàng. Vô cùng là nhẹ nhàng. Chưa, mấy cụ mà coi bắt mấy cái video mà nhà Đức nấu ăn cho các cụ coi, cụ coi một cái làm mấy cái món đồ ăn nghe các cụ, các cụ mà coi một cái nghe nước miếng các cụ chảy ròng ròng. Phật tử người ta mà có cái câu cô ngồi cô coi những đức mà làm cái món mà cánh gà chiên mà chay á, mà chiên nước mắm, bà ngồi mà bà coi một chút bà bưng thêm cái chén mình nước miếng nó chảy vô cái chén, mà nửa chén nước miếng kinh khủng chứ. Có nghĩa là bà nói là quá thèm, cái gì đâu mà chiên ở chùa mà ở đây còn nghe mùi thơm, đặc biệt không? Cái cảm giác là bà quá quý mình, quá mến mình, mà thấy mình làm bà hoan hỷ vì mà bà nghe cái mùi thơm ở từ cái chùa Hộ Pháp bay tới nhà bà. Đặc biệt gì đâu. Mấy vị coi mà bà coi mà bà quay lại luôn. Mà quay ai mà nghe Pháp mà coi ông thầy giảng mà đến nỗi bưng cái chết để gì không? Kinh khủng, không tưởng tượng được mà. Nhưng nói cái chuyện tôi làm đồ ăn, tôi làm đơn giản thôi mà, tại sao mà thèm đến mức mà đúng miếng chảy dữ vậy? Nếu mà thèm có lỡ đấy, tôi cho ăn cách. Đúng không? Người ta kinh chưa? Nó cái chuyện đơn giản thôi mà tại vì sao mình vui, kích thích người ta vui vậy? Như giờ nãy gì Đức nói chuyện các cụ vui là do kích thích các cụ vui. Mà nếu những đứa không vui lấy đâu kích? Bây giờ không vui sao kích? Mà có kích cũng không thích. Đúng chưa? Nó phải vui. Chúng ta phải vui chúng ta mới có nguồn năng lượng đi kích. Bây giờ bị buồn yêu kích gì nổi kích. Lên bước lên cái là chúc vui vẻ. Mà không có năng lượng chút nào chúc vui vẻ. Cố gắng vui ha. Vui. Vui đi. Nó vui vui không đâu có năng lượng đâu mà kích cho người ta thích. Còn cái này cái năng lượng nó tràn đầy. Nên khi nó lên nó nói chuyện một cái cụ rằng răng 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 vỗ tay đầm răm 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 lên đó. Không. Kích thích đó, vậy thấy chưa? Bởi vì cái chữ kích thích này nó có nhiều nhiều nghĩa lắm. Học Pháp nó cũng kích thích mà nhiều loại nó cũng kích rồi thích. Thấy không? Tùy kích nào. Thấy không? Nên chúng ta thôi kích thích từ pháp vị đi. Pháp vị thắng mọi vị. Nghe pháp vị vui an lạc rồi giết ái diệt hết khổ đau. Nghe không? Các vị thấy cái người niệm Phật, cái vị giảng cái gì người cũng ra được cái chứ. Đúng là cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn số 1. Không có bao giờ mà lạc lối, cũng không bao giờ bị ai chặn đường được luôn. Dù có nhốt mình ở trong nhà mình cũng ra được. Cho quý vị biết, bốn bức tường nhốt chúng ta ở trong đó, chúng ta là người niệm Phật, chúng ta vẫn là ra khỏi cái bốn bức tường đó bình thường. Chị nghe câu này của nó đúng là phi phàm nha. Ghê thiệt. Ở trong bốn bức tường mà nhốt trong ông thầy vẫn đi ra được. Tôi nói cho quý vị nghe, cái thân này là cái thân giả tạm, cái thân này là cái thân lục đạo luân hồi, cái thân này là thân tứ đại hợp thành. Thân này nó đụng với tường làm sao nó ra? Nhưng mà như chúng ta muốn nói rằng chúng ta ở trong bức tường, bốn bức tường bao phủ, chúng ta không buồn. Tâm của chúng ta đang hướng đến với Phật, nên chúng ta lượng tặng mười phương. Nghe chưa? Tâm vui á, nó lượng tặng mười phương đó. Quý vị biết những đức thường ở trong cái phòng
ngồi một mình Tết Nhất có đi xuống đâu mà Như Đức vui? Đây là cái cảm giác rõ ràng mà Như Đức có đi ra ngoài đâu. Tết Nhất Như Đức chỉ xuống giảng pháp xong lên phòng, giảng pháp xong lên phòng, không ra ngoài. Quý vị nói, ủa sao không ra? Ra ngoài cũng mệt hơn. Quý vị biết, fan hâm dọ nó bao vây xung quanh chủ. Bước ra một cái làm này, cụp, cụp, cụp. Chụp lìa, kéo tới kéo lui. Có nhiều bà vẫn quý mến quá. Bà vuốt. Bà vuốt mình mà trong dịp Tết, sụt 2kg. Kinh khủng chưa? Đó. Có cái bà đó, chào chào bà quý mến mình là lạ kỳ ghê. Tự nhiên bà chạy từ xa đến, tự nhiên bà ôm ngang, ngang cái lưng quần mình. Bà kỳ cũng rất ghê chợ. Bà quỳ xuống, mình đang đứng thì bà quỳ xuống bà chạy. Bà ôm. Bị coi, bà ôm cái kiểu đó là chúng ngay chỗ nào? Bà kinh khủng vậy đó. Chạy từ xa, vô đến. Mà tưởng đâu làm cái gì, tự nhiên tới mình quỳ xuống cái ôm ngang vậy nè. Cái mặt ngay chỗ tâm tinh luôn. Ôm cứng ngắc. Sao mình nói Nam Mô với Đà Phật? Buông ra giùm đi nàng ơi. Chết mồ rồi, chịu hết nổi rồi buông ra. Mà quý vị coi, bà chơi ngặt thiệt. Bà ôm mà bà lấy cái mặt bà cạn cạn cạn. Bà làm gì kỳ vậy trẻ? Mình trên mình cứ bà ôm cứng ngắc đâu chịu buông. Mấy chú bay là gỡ tay không chịu. Nói chắc cái bà này hương linh nhập bay sao kỳ cục vậy trẻ. Bà nói không phải bà gỡ tay. Cái gì? Nghe giảng mấy năm nay không gặp thầy. Không gặp gì mà gặp mà cũng đứng đàng hoàng. Bà ôm gì mà ôm lạ kỳ vậy chứ. Tôi xưa chưa từng thấy cái bà nào ôm như bà luôn. Bà ôm kỳ cục, bà ôm chồng mà đi chứ bà ôm tôi bà ôm kỳ cục cái chuyện. Bà ôm thì dụ như bà dịnh da gì cái nhẹ cái bà buông ra. Bà chơi gì mà bà quỳ xuống mà bà ôm. Bà lấy nguyên cái mặt mà bà cài. Bà chơi kiểu này ai chịu nổi. Kinh khủng không? Nó nên mình kêu buông ra, bà nói không. Bà bị gì vậy? Buông ra liền, nói không. Thôi được, nó mô với Đạo Phật. Cuối cùng nhìn nó đứng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tự nhiên bà buông ra. Kinh chưa? Kêu buông không buông, niệm Phật buông. Hay không? Quá hay. Vậy thì quý vị ơi, cái nghiệp duyên ái nhiễm trong cái cuộc đời này á, dùng cách nhiều cách này cách kia nó không giải quyết được ái nhiễm nha quý vị. Mà chỉ có niệm Phật mới diệt ái. Rõ ràng Ấn Độ này nó hay. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Mà túc nghiệp là cái gì? Túc nghiệp là ái nhiều đời nhiều kiếp mà là túc nghiệp. Ái không nặng không sanh ta bà. Mà niệm không nhất thì không sanh cực lạc. Vì chúng ta vô lượng kiếp mà sanh cõi ta bà này là do tự ái mà ra. Nên kêu buông ra nó không buông, càng kêu nó càng ôm. Rõ ràng cái bà này bà làm ghê thiệt. Càng kêu buông ra nói không. Nói bà buông ra cho tôi buông ra không. Rồi xong á, bà không buông mà làm nè. Ốc 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 ốc. Nhột tôi nhột chịu hết nổi à. Nhột chịu hết nổi. Cuối cùng mình A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Bà muốn làm gì bà làm đi. A-di-đà-phật. Chúng ta phải niệm Phật mà nói bà muốn làm gì mà làm thì A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cuối cùng buông ra. Hay chưa? Đó, nên quý vị coi trong cái cuộc đời này mình đi tu mà ai nhiễm ô mình, mình nhiễm ô ai, mình yêu ai, mình dính mắc ai, là mình niệm Phật, mình tu đi là hết. Hay chưa? Thấy dẫn dắt câu chuyện số 1 chưa? Nó câu chuyện này quý vị thấy không, xác thực chưa? Quá hay. Ở trong chùa cũng vậy. Hồi nãy vừa gặp một cái chú, ông nói một câu. Nói gì vậy, xúc động gì vậy? Lúc này công phu đắc lực xúc động. Nói không có xúc động. Không phải, không có công phu gì hết. Chứ bị cái gì? Bị cái gì? Động tâm.
Tổng tâm ai? Không nói được. Nó thôi vậy cứ niệm Phật đi. Nói sao đâu. Nó qua câu chuyện này cứ niệm Phật, cứ tu bình thường. Động là động mà tu hả thì tu. Đúng không? Chúng ta thường bị cái bệnh quý vị, lúc ngày xưa ngoài đời á, dính mắt ai, thương yêu ai hay là động tâm ai giữa nam nữ, chúng ta không bao giờ nói tới cái chữ vọng tưởng. Nhưng mà khi chúng ta vô đạo, chúng ta nghe Pháp, chúng ta biết tu, mà lại chúng ta lại bị vọng tưởng buộc ràng mình và chấp nhất vào vọng tưởng. Quý vị phải nhớ rằng chúng ta ngoài đời là tấm gương chúng ta, nó bụi phủ dễ đầy nặng nề, nhìn vào gương không hiện ra hình, thì chúng ta biết gì đó là vọng tưởng. Nhưng khi chúng ta vào đạo thì mỗi ngày chúng ta bồi dưỡng, chúng ta lau chùi tấm gương mình, nên tấm gương mình nó đỡ bụi đi. Và chúng ta nhìn thấy hình, nhìn thấy hình thì nói là vọng tưởng. Mà trong Phật Pháp trí tuệ là cho mình thấy được tâm mình. Khi thấy được tâm mình là kêu mình đừng chấp cái thứ mà mình đã thấy. Thì từ nơi đó mà không chấp những cái đã thấy thì thật sự là trí tuệ. Bạn lại tự nhiên bị đối lập. Đối lập là tôi như vậy, tại sao tôi tu mà tôi còn như vậy? Vì tôi còn như vậy mà tôi thấy như vậy thì tôi mới tu như vậy. Nói vậy thì nó chuyển nghiệp. Quý vị đừng có bị đối lập và chán nản bản thân mình, tại sao mình như vậy? Rồi bây giờ mình tu có kết quả gì? Tu bao nhiêu thời gian mà rảnh dính mắt như thế? Hiểu không? Ai mà không dính mắt? Không dính mắt sao ở đây? Nó có cái bà kia mới nói: dạ thưa thầy, xin thầy chỉ con một phương pháp để diệt trừ tham sân si. Nhìn đứa nó nằm mồ vậy là phạt. Tôi còn chưa diệt được mà chỉ bà. Nha. Xin thưa với quý vị, nếu như chúng ta không còn tham sân si thì chúng ta không còn ở đây nữa. Đúng không? Cái tham sân si là cái nguồn gốc để chúng ta đang ở đây. Mà bây giờ chúng ta chưa giảng sanh thì phải còn tham sân si. Chứ làm sao? Có những khi đối với con người, có những con người chúng ta cũng phải sân si, phù hợp giống họ một chút. Sân si xong chúng ta cười lại, họ học giống mình. Ổng sân si xong ổng cười. Như vậy ta sân si xong, ta cũng phải cười. Đúng không quý vị? Có những hạng người chúng ta phải ra vẻ mình tham. Mình phải tham. Nếu mình không tham thì nó chịu không nổi với mình. Mình phải tham. Tao còn tham hơn mày nữa. Cuối cùng nó tham thì nó khổ te tua. Mình tham mà mình tự tại thì nó học mình cái loại tham tự tại. Có những người thì bị ngu si, gọi là mù quáng trong ngu si. Ta cũng ngu si, hết lòng phục vụ chúng sanh, cực lực không lấy tiền, nhiệt tình lo cho người ta, nhìn giống như cũng bị ngu si. Nhiều người thông minh, trí thức cho mình là kẻ ngu si, làm cực khổ, làm việc cực khổ. Nhưng chúng ta biết việc ngu si của mình đang làm cái gì, nên trong ngu si nhưng thật sự là trí tuệ. Tùy mỗi người chúng ta phát huy, quý vị nhận thức để phát huy. Quý vị thấy những bài chia sẻ Phật Pháp không? Nó đơn giản, nó vui, mà nó lại đi vào trọng tâm. Quý vị mà nghe kỹ đi, đừng có dội vàng phê bình. Ông ta thường dội vàng quá à. Quý vị coi bao nhiêu người ta nghe một ngày mà số lượng nghe đông không tưởng tượng được, gì mà đi phê bình nữa. Phải bình tĩnh mà suy nghĩ. Phải gác chân lên chán suy nghĩ. Gác tay không được thì gác chân lên. Quý vị biết rằng nhiều khi nhà Đức chia sẻ Phật Pháp gì nè, mà giờ này nè, mà có những cô mà đang ngồi một mình căn phòng, đóng cửa phòng lại mà chùm mền lại, ôm ấp cái máy để mà nghe. Có những bà nè, quý vị biết, những Đức đang giảng gì mà bà quý mến đến mức mà bà cầm chiếc điện thoại lên bà hôn một cái chục điện thoại. Có đó, bây giờ bấm tim mà đó. Quý vị cho quý vị biết, không có đơn giản đâu đó. Quý mến đến mức không tưởng tượng được đó. Là những điều gì? Những điều làm cho người ta hết khổ đau. Mà khi đã hết khổ đau rồi mới tu tập được. Chứ con người khổ đau sao tu tập được? Nó càng khổ nó càng loạn tâm, sao tu? Hiểu không? Nên cuộc đời của người ai cũng có cái sai, mà đặc biệt chúng ta phải nhìn một điểm hướng để mà chúng ta đi. Vậy thì chúng ta mới hết sai. Chứ đâu phải là chúng ta sai, mỗi lần sai là chúng ta
giống như mình tuyệt vọng. Đâu phải là mỗi lần té là không đứng lên, chúng ta mỗi lần đạp bùn thì đi rửa chân thì chân trở lại bình thường. Mỗi lần té chúng ta phải đứng lên, còn nếu đứng lên không nổi nhờ người ta nắm tay kéo lên. Nó nên chúng ta tu hành, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Là gì đó? Đây là bạn này, đây là bạn nè, bạn này bạn nè. Được chưa? Nè. Bạn giúp bị vui đó. Nó. Nên mỗi lần mà chúng ta bị một cái gì ảnh hưởng là lúc đó là lúc chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Công phu tiến triển. Chứ sao? Đúng không? Hồi đó con lần như tu nghe tu trong mười mấy năm nay. Có một lần chàng ô nó động tâm con nhỏ này đến mức mà đêm không ăn, ngày không ngủ. Kinh chưa? Bữa nay nói bật mí cho vị nghe, nói nhỏ thôi nghe chưa? Đừng có ai nghe đông nghe coi chừng. Nói ít như vậy người nghe tôi nghe nó nhỏ thôi. Nó nhỏ thôi nghe chưa? Động tâm của nhỏ này, nhỏ nó đẹp lắm. Mình thì quá xấu. Mình kỳ lắm, mình xấu nhưng mình gặp cái nhỏ đẹp mình phải. Động tâm chàng ở thời đó còn cư sĩ, nó động tâm đến mức không tưởng tượng được, gọi là đêm không ăn ngày không ngủ mà. Động tâm mức không tưởng tượng được luôn, dữ lắm. Sửa lại, sửa simi lại. Giảng nãy giờ căng bằng quá. Nghe không? Ngày nào cũng vậy. Tu xong đi ngang con nhỏ đó, đi ngang cái quay cái mặt rồi đi về vậy thôi. Bữa sau cũng đi ngang vậy thôi. Một ngày 3-4 lần đi ngang, nhìn cái. Lúc đó cũng trong lòng cũng nặng nề lắm, nhưng mà nói thôi mình đã quyết tâm đi tu, thôi mình phải cố gắng. Bây giờ mình động tâm người ta thôi chứ có được gì đâu. Người ta đẹp vậy ai mà ngó ngàng mình đâu, hiểu không? Nên từ nơi đó, dù có ngó ngàng đi chăng nữa mình cũng nghèo thấy mồ. Dù có đem gì được đi chăng nữa mà có giữ được hay không mà đem gì. Bây giờ mình đi tu được người ta tôn trọng mình, đặc biệt hơn là để sau này người ta không tôn trọng mình. Thôi hiền ơi, mình nói với mình đi vậy ơi, nói với thằng phận má hồng. Hiền ơi hiền, mày là con cóc ghẻ, mày đừng có nhìn thiên nga con. Buồn chút đi, thấy không? Từ từ cố gắng tu, cố gắng niệm Phật lễ Phật, rồi làm việc cực lực trong tam bảo, hết lòng hết dạ, vượt qua. Mấy vị biết vượt qua ngay chỗ nào không? Con nhỏ đó đi có chồng. Thì thấy chưa? Bị tu giết tự nhiên nó đi có chồng luôn. À, công nhận hay. Nó thấy chưa? Phật Bồ Tát này giúp cho mình tặng gốc luôn. Nó đi có chồng mà nhớ cái gì? Giấc mộng xưa từ đây quên luôn. Không còn nghĩ ngợi gì luôn. Không còn quan tâm đến. Rồi từ đó về sau tu quá trời tu luôn. Tu đến nỗi hô hốc. Quá tu mà. Quá tu nhưng mà lại thô tâm. Không biết dịu tâm. Thì vì sao? Khi động tâm một cái gì nó thô tâm là nó đập vào tâm, ngược lại tâm của mình. Còn bây giờ tự nhiên mình gặp trường hợp gì cái là mình giải tỏa rất nhanh, mở cửa trái tim cho nó bay ra. Cái người khổ đau nhất là người cái gì buồn phiền động tâm ai mà lại đóng trái tim lại để nó trong trái tim của mình. Đây mới là cái đau khổ. Cái đau khổ này là cái đau khổ có thể chết. Cho việc 100% là chết. Nên chúng ta mới cần mở cửa trái tim. Đó, thấy chưa? Mở cửa trái tim chứ vậy. Mở ra để cho nó bay ra. Xong à, nhớ nha mấy bạn, mấy anh em đồng tu, ai mà có dính trường hợp này mở ra nghe không? Mở ra. Động tâm gì mệt quá, nghe không? Nên từ nơi đó thôi lo tu. Mấy cô cũng vậy nữa. Có một cô kêu là gặp như thế, cô nói thầy có biết không? Biết cái gì? Tôi chưa đâu có biết. Thầy cần nghe hay không? Nói thì nghe, có gì đâu.
biết cái gì, nghe cái gì? Con động tâm thầy. Mặt ngộ ghê. Nó nói động tâm mà nhìn cái mặt ngộ ghê. Tại sao mặt thầy kỳ vậy thầy? Thời nhỏ lớn chưa ai nói câu này với tôi. Tôi là người thiếu thốn tình cảm, tôi vô tôi lắm. Tôi nghe nói câu này tôi rung động quá chắc. Tôi giờ đi tu mới nói câu này. Ôi chị, hồi xưa mà nói câu này tôi đâu có đi tu đâu. Vui ghê không? Sao mười mấy năm gì trước không nói đi? Đợi tới bây giờ mới nói. Bây giờ gạo nó nấu thành cơm mà nói gì nữa vậy? Ý nó đi vô chùa tu là gạo nấu thành cơm rồi. Bây giờ nói câu này làm chi nữa vậy chàng? Có cái gì thì gói gọn trong tâm mà để trong đó đi nói làm chi vậy? Nói làm chi cho người ta đau lòng xót xa rồi. Thấy chưa? Mấy anh em tự suy nghĩ nghe. Mấy cô mấy chú tự mình suy nghĩ. Tôi đem tôi ra tôi làm nền đó. Mấy người cứ bấm tôi đi. Thấy chưa? Ông câu giảng cái bài giảng để vui kinh khủng đi. Tôi tốn rồi tôi giảng cái bài giảng là đúng cái đề chứ không nói vòng vo. Càng vui thì càng thông minh mà càng cười thì càng đẹp mà. Chắc chắn luôn, hiện tại ai đang coi trực tiếp mà cười mà nói thật sự mỏi hàm luôn. Coi hài không có cửa này đâu bạn. Hiểu không? Nên từ đó cái bài giảng sống động đặc biệt chưa? Nên tôi nói tất cả những người mà buông phiền trong cuộc đời này nên nghe bài giảng này. Nghe không? Nghe đấy làm chi? Cỡ mở tâm tư. Nghe rồi là cỡ mở tâm tư hết. Đây là viên thuốc á, trị bệnh khổ đau đó. Nên mong tất cả những người nghe đạo á, tiếp nhận có môn niệm Phật này nên hết sức là trân quý cái nhân duyên được làm người gặp Phật pháp. Phật đã nhắc mình mà thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Bản thân chúng ta bây giờ được ở trong ngôi nhà của Như Lai, chúng ta phải nỗ lực cố gắng lên để sống những ngày tháng ý nghĩa trong cuộc đời, khi mà gần chết cường cái mà đi. Bây giờ mà những đức nói với mấy anh em, nếu mấy anh em mà thối tâm mà đi cưới vợ thì nói vậy cho nó dễ hiểu, văn tự cho nó dễ hiểu rõ ràng, thì mấy anh em hãy ngồi mà suy nghĩ, hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại. Mấy anh em đem một con vợ về, một năm năm sau nó sẽ sản xuất cho mấy anh em một thằng nhỏ. Mấy anh em cứ nghĩ đi, một mình tứ đại giai không vô cùng là tự tại. Bây giờ mình đem một đứa về để mình lo, mình gánh trên vai, rồi một năm sau nó lòi ra một đứa nữa, tiếp tục mình gánh lên vai bên kia, là hai vai bị gánh. Một năm sau nó lòi thêm đứa nữa thì nó cõng sau lưng. Một năm sau nó lòi thêm đứa, nó chụp hai chân. Cô mấy anh em đi đâu? Nên cuối cuộc đời của mấy anh em là gì? Méo miệng mà chết. Được chưa? Ngồi suy nghĩ đi. Nếu ngày xưa mà tôi có gia đình, bây giờ nó thật thân tàn ma dại, đi bại bại, chết mồ luôn. Bây giờ nó vô cùng đặc biệt chưa? Nên mấy anh em đang hưởng cái phúc báo của Phật ban cho. Nên chúng ta phải làm sao trân quý, mấy cô cũng vậy nữa nghe. Phước báo mà Phật ban cho mình phải hết sức trân quý. Nó nên phải giữ cái tâm đạo tu cho nó mạnh. Mà muốn giữ tâm đạo tu cho nó mạnh là phải nhớ Phật, niệm Phật. Phải cái tâm giải thoát cho nó cực kỳ mạnh. Mà đừng có ép nó vào cái tâm giải thoát quá mạnh, mà chúng ta phải dịu cái tâm để hướng đến giải thoát. Vì thì tu nhất định có kết quả. Nghe nó thật sự nội dung bên trong nó cởi mở hết trơn đó quý vị. Như mấy anh em đồ đó, trẻ trẻ gì đồ nè, quý vị coi như những thịnh bây giờ mà trẻ chung như vậy mà đi tu không đơn giản. Thấy không? Mà phát tâm mà đi tu như vậy là cũng không đơn giản. Ở trong đạo mười mấy năm cũng không đơn giản. Bây giờ mà cứng cỏi như cổ thụ vậy cũng không đơn giản. Phải gây dựng cái tâm này cho nó mạnh. Cứng hay mềm là do tại mình. Muốn mềm mềm, muốn cứng cứng, dòng do chứ. Không tùy mấy anh em thôi. Tôi cũng báo tin cho tất cả những người phụ nữ còn trẻ.
Yêu thì ai yêu chứ đừng có yêu thầy chùa. Thầy chùa cái giỏi của họ chỉ có tụng kinh gõ mõ mà thôi, chứ họ không có giỏi những thứ khác. Đem họ về là quý vị sẽ chê chán vô cùng, hiểu không? Thôi để cho họ làm cái việc mà cái nghề của họ phù hợp đi, đừng có đem họ ra ngoài để cuối cùng họ trở thành những con người mà không có đặc biệt với xã hội, hiểu không? Mà quý vị mà làm điều đó quý vị cũng không có hạnh phúc đâu. Nó nên có một hai cô gặp Như Đức nói mà con lỡ yêu rồi làm sao quên được thầy ơi. Ghê thì ca bài hát mới ghê chứ. Lỡ Đức mà ngay mình nó quỳ xuống, lỡ yêu rồi. Kinh khủng chưa? Ca bài hát nghe xúc động ghê. Quỳ xuống đó, lỡ yêu rồi làm sao quên được thầy ơi. Quên không được cũng phải quên. Quên. Nhớ nghe mấy anh em không thần. Đúng không? Đó, hồi chúc quý vị an lạc nha. Vô Đạo Phật. Cười lên quý vị ơi. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về thỉnh độ.